Rồi đó. Thấy không? Không có cái gì hết, giái bả đó, đó, đứng sững luôn. Thua, dù dạ. Viên đá, viên đá. Này là hình cái đầu nè ha. Cái đầu, cái dạ. đầu con mắt nè, hai mắt đó. Cái này là cái mai. Ừ, cái này ở trên nè, cái đuôi nè. Nè Phong cầm đi. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo chân của cô Bảy, người mà có một cái con chó biệt danh là bé gọi cuốn, thì buổi hồ đã đến nhà của cô Bảy để quay cho cô bác quý anh chị xem về hoàn cảnh nhà của cô Bảy cũng như là những chú chó rất là đáng yêu. Và đặc biệt điều đặc biệt ở đây thì nhà của cô Bảy có một điều mà vô cùng thích thú. Cô Bảy có một cái viên đá mà vô tình cô Bảy nhặt được, gọi là đá con rùa vàng. Đây là ông tà, đó là ông rùa. Nhà ông tà, đó là rùa vàng. Đó. Nghe mọi người nói là Bảy có hai viên đá linh thiêng lắm, thì con không biết là đó, như thế nào. Đó, đây nè, cái viên này như thế nào Bảy có thể kể cho tụi con nghe được không ạ? Được, đợi rút nhang cúng đi hả? Đây là ông tà hả cô Bảy? Ông tà dở ra. Phong biết không, thì cái viên đá hình ông tà ở miền Tây á thì thường được phủ một cái khăn màu đỏ. Cái này ông tà đỏ nè. Ông tà đỏ đó, tà đỏ đó. Sao mà cơ duyên nào mà hai viên đá này lại ở nhà cô Bảy? À, để tôi kể cái cơ duyên dù vàng đó trước đi. Để tôi kể cho chúng nghe, tôi mới nằm chim bao. Cái ổng mà giờ ổng kêu, ổng nói con ơi con, giờ bà nó kẹt ở dưới bùng á. Mà giờ dông đóng bà cứng nhắc hết trơn, giờ bà không có lên được. Giờ con đi dước bà về đi, giờ bà độ cho con bằng ăn khá, giờ độ cho con buôn bán này kia khá giả. Cái mình đâu có biết bà ở đâu, không có biết ở chỗ nào trơn luôn á. Cái mới sáng lại cái mới đi bán cái đi chợ xe đi cà dầm không biết là bà ở đâu, mình cũng không biết nữa. Giờ đi tới đó sau cái xe nó xích đi sơn. Mà sức ra mẻo ra một chút gì mới ngừng lại, chạy không được. Mới ngừng lại cái bắt đầu cái mới đá. Sao ngón ngang gì nè, ngón ngang gặp nó làm bả đóng dông từ đây nè, đóng dông hết trơn luôn, trơn gì nè mới gỡ. Hồi lúc thì lấy bả lên không mà nó nhẹ hơn à. Rồi bây giờ mà đem bả về đây bả nặng quá nặng rồi. Không biết bả bao nhiêu ký mà bả nặng dữ lắm. Để nhưng đó cô Bảy nằm mơ. Nằm mơ thấy đó. Thấy bà kêu. Kêu. Ồ, nó nặng dữ lắm. Đây nè, muốn không nổi luôn á. Lúc nặng. Trước là nhẹ lắm hả cô Bảy? Hồi lúc đem về sao mà nhẹ hơn ha. Sao bây giờ quá nặng rồi. Có lớn Bảy... hay gì á? Không, cầm. Ồ, nặng. Nặng dữ lắm. Yeah. Hồi lúc mà cái nặng quá đâu có đem nổi. Nó nói hồi lúc mà tôi đem bả lên nó sao mà quá nhẹ rồi. Con này là hình con rùa á? Con rùa dạ. Vàng. Viên đá, viên đá. Này là hình cái đầu nè ha. Cái dạ. đầu con mắt nè, hai mắt đó. Cái này là cái mai. Cái này ở trên nè, cái đuôi nè. Nè Phong cầm đi. Nặng lắm nghe Phong. Nặng lắm. Mình không ngờ là cục đá này có nặng. Trọng lượng nặng. Ôi, đè lên dĩa luôn à. Rồi còn viên đá đây, ông đây, ta. Đây, điều đặc biệt thầy, anh chỉ Phong. Đây. Mắt đó. Mắt chấm đen kia. Bỏ gần vô nè. Bên đây nó nào Phong? Bên đây chấm đen này. Đúng. Cái miệng này. Cái miệng nè. Cái lỗ mũi. Mà sao mà ổng quá nặng mà ổng chết mình cũng chết. Ban đêm thì chớp sáng ánh đi luôn. Ban đêm á chớp chớp nè, thấy chưa? Chớp nè, cái này anh à, em thấy rõ không Phong? Dạ. Thấy cái đầu rùa luôn á. Giống hệt đấy không? Ở trên này là phần mai nè. Ở ngoài sau là cái đuôi nè. Cái đuôi. Này cô có trước giờ thì đem về sau là cô để vậy luôn hả? Nó về tôi mới chùi rửa. Dông nó đóng lên tới đây nè. Dông á, dông nó đóng hết trơn cái mình của bả vậy nè, tôi mới lấy tôi mới chùi nè. Dông còn nè. Dông còn nè. Bà lớn hay sao đâu, cái bà hôm nó nhẹ quá trần, bà nói sao bà quá nặng rồi. Bà hôm cô liễu lại đây rồi nó nhẹ, nó bưng nổi. Chắc tụi con có duyên. Nó nặng quá trần rồi, nói không, có mấy cái lô á, đâu. Cỡ 3-4 ký đúng không? Em ướng là thật đấy. Em cầm tay phải mà cầm bụng rướng người luôn á. Bà hôm tôi đem về sao nhẹ hận, thôi nặng tôi đâu có đem về. Cái vàng này nè, đồ bán ma cấp kỳ luôn. Bây giờ nếu chú không tin đấy ha, bây giờ cái chứng dịch là chú mua nha, không phải tôi mua nha, là tôi để lên là trên lưng nó không có cái gì hết trơn à. Nó bằng tháng đó. Rồi xin phép ông để ở dưới này nha. Để có này
Dạ có gì thì bỏ qua cho tụi con. Lên trên nó vững vững để vào đó cho nó cân này để dái à, ăn cái này của ổng để ổng mới trứng kem thơm để ngã hoài chứ dịch đâu chú, chú đưa chú dịch coi nãy mình với lại đấy, bằng không với, anh Bương Hồ mua một đống vịt ăn ô mua chị mấy gì nữa chứ mà để cái đầu này nè không có gì trên nữa. Cái đầu này là đầu nhọn nha à, đầu nhọn bên đầu đây nhọn. Là đầu hơi bằng bằng bây giờ cô để nha gái nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di phật ông dị dạng dữ lên ngài có khách hàng xa đến để giếng ông na à, giếng bà nếu mà bà có linh thiêng cho con để cái chứng dịch này trên lưng bà đứng sững thì người ta mới tin bà chứ bà mà không đứng à, chứng dịch không đứng là ta không mới tin bà đó nam mô di đà phật này hả không có gì trên này ha để nè qua này đó thấy không không có cái gì hết gái bả đó đó đứng sững luôn không em quay cái máy góc bên kia luôn á không để cho mọi người xem nè không có một cái gì hết anh hồ cầm em đụng cho thử sao mình không dái thì đây thì không được bây giờ con thử được không nha được bây giờ để về tôi lấy da à, để đi dái nam mô di đà phật nam mô di đà phật ông người vàng ông hiển linh có một ông khách đợi đến người ta mới tin con để thì người ta không có tin giờ ông khách ở xa đến để trên cái lưng ông để lưng bà nếu bà cái hiển linh thì bà cho đứng cái chiến dịch thì người ta mới tin bà nam mô di đà phật đó tôi để đi cái cho mọi người xem cái đầu này rất là nhọn nó nhọn hơn cái đầu trên này thì nó bằng thẳng này để vị trí nào cũng được hả con để vị trí nào cũng được hết thế này cho con để nhanh không rồi nhanh đó gái là nhanh cấp kỳ chính là chính ta chú để đó nha dạ ôi em có tin vào mắt mình được không em để vào vị trí này một cái bị chặt cái hỏi thử cô để vị trí được mình để thử ngay chỗ đây luôn không phải là trọng tâm cái phía trên con cái viên đá mà ở đây thì vị trí này á cho mọi người thấy là rất là sần sù nha nó gập ghềnh nó nghiêng bằng bên nữa luôn á nó không phẳng nếu như mà phẳng thì mình không nói nha con nha không có gì hết này cũng không có gì hết đó anh để anh hồ dạ con gửi nhà đây nam mô di đà phật nam mô di đà phật ông bà vừa bà dưỡng linh giờ có người có khách ông khách lạ đến đây để trên lưng của bà nếu bà dưỡng linh thì bà cho người ta dựng cái hộp gà trên cái cục đá trên lưng bà được thì người ta mới tin tưởng còn không được thì người ta không có tin bà nam mô di đà phật rồi để ông để đâu nào nó để cho nó không được để đừng có bu ô gung quá dung chưa có hỏng tôi đã tôi cũng dung nữa dung với dung làm như có một cái lực hết đó không cảm giác nó tự nhiên để nó cái trứng của anh Bùi Hồ để nó nghiêng qua một bên mà vẫn đứng được này có nghĩa là tay anh gung anh hồi hộp á nhưng mà về góc độ của cái trứng á mình sẽ nhìn thẳng là nó sẽ nghiêng nó nghiêng á hơi nghiêng chứ nghiêng này đứng góc bên này là thay đỏ nghiêng luôn nè để đốt cho bà điếu thuốc rồi con cảm ơn bà luôn kỳ lạ quá không ha em có thể giải thích được không khó thiệt này thì tất cả mọi thứ đều là do về mặt khoa học vật lý á thì nếu như một cái trứng gà để lên cái mặt phẳng nữa nó không phẳng như thế này thì khó có thể mà đứng được. Em mà chú ơi, mà tin này là đứng được. Nếu chú không tin là sao chứ tôi tin là trong khi tôi có cái tay tôi nó tê nè chú. Dạ. Nó tê dữ dằn dữ lắm. Tôi có nói với thiếu liễu là cái tay này nó tê là mấy năm trời rồi không có hết. Mà tôi giái bả là hết trơn tê luôn. Dưới cái thân mình của tôi nó đau, nó nhức nhối nè kia nọ. Là cái tôi giái bả cũng hết. Rồi tôi có cái cục chỗ này nè mà ăn uống thì không được gì trơn á. Mỗi lần ăn thì nó mắc kẹt
cái bắt đầu đó, tôi nói bà dù vàng bà giúp đỡ cho con cho hết cái này cái đấy, vuốt cái lưng bà vậy nè, vuốt tròn 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 cái vuốt lên về cái hết nào không hay.